Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Tình hình thì các bạn đều biết rồi đấy. Mấy hôm nay thì nó lên lọc, vải nó đá cực mạnh luôn. Một số có hoa thì nó teo đi, một số gọi là lọc rõ thì bắt đầu đẩy lên và lá bắt đầu thành lá to các bạn nhé. Và bắt đầu thấy rực rỡ rồi. Thì rất nhiều vườn đã rực như thế này rồi. Thì hôm nay mình mời các bạn sẽ lên đồi nhé. Thực ra là mình muốn vào thăm lại cái vườn của mình ở phía trong này này. Đó, có mấy chục cây phía trong này. Nhưng mà trước khi mà lên thì mà các bạn sẽ lên đồi xem của các ông chú nhà mình này, rồi các anh em của nhà mình ở phía trên này xem cụ thể thế nào nhé. Nhưng mà nói tóm lại là các bạn nhìn từ dưới lên thì thấy đó, một màu đỏ rực rỡ chưa, mùng 7 Tết thời tiết nó ấm nên là nó lên nhanh lắm. Thôi cụ thể thế nào chúng ta cùng lên xem được có vớt vát được tí nào không nhá. Mà chúng ta sẽ cùng lên đồi, let's go. Đường lên đồi này. Cái vườn đây này các bạn này, vườn này thì là trước đây là toàn bộ là vải ngọt đấy, vải thiều chính vụ, vải ngọt nhưng của ông chú mình vừa rồi cắt ghép đi, nhưng mà ghép nó bị nhỡ nhàng, thành ra là cái vườn này nếu mà có được quả thì cũng không ổn lắm đó. Tóm lại thành ra nó ra lọc như này là cái điều bình thường thôi. Còn quan trọng là đây các bạn nhìn này, quan trọng là những cái phía đồi phía trên này, này. Đó những cái đồi này các bạn nhìn thấy không, cái lượng quả đấy, như cái bát xôi là toàn bộ là vải hết đấy. Phía bên này nữa này. Đó. Và đây, và phía sau mình đang lên đây nữa thì nó là mênh mông và bạt ngàn đấy. Đấy, những cây to, cây sụ luôn. Nào, đi lên để xem mức độ ra sao nhé. Lên đến ngang chừng rồi. Thấy một màu đỏ đỏ. Rồi, tiếp tục lên tiếp nhé. Đã lên một tầm cao mới rồi. Toàn bộ là vải đấy các bạn. Đó. Vải đấy. Tất nhiên là mình chưa lên đến đỉnh đâu các bạn nhé. Đỉnh còn phía trên kia nữa. Phía trên này thì lọc rất là đẹp, nhưng mà toàn bộ 100% là lọc luôn đấy. Đó. Nhưng mà nó chưa đỏ, chưa mạnh. Được cái là năm nay nó như này các bạn này. Nhãn cũng gần như 100% mất, không có hoa luôn này. Đó. Đây này, mời các bạn ngắm sang phía bên này. Wow. Đó. Đó. Wow. Chưa thấy vườn nào nó đỏ. Nhưng cơ bản là chưa đỏ là bởi vì nó chưa bật lọc mạnh lên hẳn. Còn là khu này thì lên đỉnh nữa xem sao. Nói chung nhìn từ xa thì chưa thấy đỏ đâu, nhưng mà đến gần thì bắt đầu đâm cái đầu lá lên này các bạn này. Đâm lên được khoảng 1 phân này, 1 cm này. Đây là vải thiều chính vụ nhé. Còn cái vải thanh hà ở kia thì nó đẩy cũng tương đối là mạnh rồi. Đèo cao thì mặc đèo cao này. Ta lên đến đỉnh thì ta cao hơn đèo rồi. Đó, như vậy là mình đã lên đến đỉnh rồi đây. Đó, toàn bộ là vải hết này. Cái khu này thì chưa thấy một tí hoa nào. Đầu đen còn rất nhiều các bạn ạ. Trên này đầu kim, cái vải ngọt đầu kim này các bạn này. Đầu kim mà chưa thấy một tí gì luôn. Ở dưới kia thì khả năng là độ ẩm nó cao hơn nên là cái mức độ nó đẩy lọc nó mạnh. Còn ở trên này thì đầu kim thì vẫn còn im lìm, im đét luôn ấy. Đây. Đây còn khu này là khu thanh hà này. Wow. Nào. Wow, rồi. Đây là đã lọc được một gang đấy rồi. Đó. Gần như từ phía dưới đi lên đây mình chưa thấy một đọt hoa nào luôn các bạn nhé. Cả một đồi mênh mông mà chưa thấy một đọt hoa nào luôn. Toàn bộ là thấy lá và một số đá nhí và một số gọi là đầu đen thôi. Đúng là chưa nhìn thấy một đọt hoa nào. Mình muốn là nhìn một đọt hoa thôi. Ở trên cả cái đồi rộng mênh mông này này các bạn này. Mình đang trên đỉnh này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mình đang trên đỉnh này. Thế mà muốn tìm một đọt hoa mà cũng không có. Tưởng cây này có mà đến là cũng không phải này.
Đây, tưởng cây này từ xa xa mình nhìn vào cây này có hoa mà không phải này. Vẫn một nguyên lá. Cây này cũng thế này. Đây, đây, đây. Đầu nó đâm ra tu tủa luôn này. Đầu nó đâm tu tủa nhé. Nhưng mà toàn bộ là lá hết đấy. Ồ, lạ thật. Cả một đồi vải không tìm thấy một bụi hoa, một cuống hoa nào. Đấy, chưa nhìn thấy luôn. Thế là sao nhỉ? Đây, đây, phía sang bên này các bạn nhìn này. Đấy, đồi này. Đây, sang đây nữa này. Nào, mình đi từ dưới lên khá là xa rồi đấy. Đấy, chỗ này. Ô, tìm một bông hoa khó quá. Cái đồi này. Chỗ này là đã triệt lọc dạo xưa các bạn nhé. Đây, chỗ này là triệt lọc. Cách đây khoảng tầm nửa tháng rồi. Đây, lọc đã tan tác hết rồi mà vẫn xong lại bật lên lọc tiếp chứ không có hoa, không một tí hoa nào luôn đấy chứ. Ô. Wow. Tìm một bông hoa thôi mà sao khó khăn thế. Đấy, các bạn thấy mình đang đi ra phía giữa này chưa? Đó, giữa này để nhìn sang khu bên cái đập làng mình ở phía bên này này. Đập cái gọi là đập to, đập ao thủm đấy. Nhưng mà đa phần là đầu đen hết các bạn ạ. Một số ra trước thì lọc thì đã triệt rồi. Một số triệt xong thì ra lọc. Còn một số lại đầu vẫn kim thế này. Kim tăm luôn nhé. Ồ, lạ thế này. Nói chung đến thời điểm đến mình đi trên cái vườn này thì mình không biết là vườn của ai nữa rồi. Bởi vì ở dưới kia là vườn nhà em họ mình thì mình biết thôi. Khu trên này chỉ có mấy vườn mấy ông chú mình ấy, nhưng mà mình cũng đó, đây mình đã đi ra đến cái đập này rồi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, cái đập này lùng quanh là táo này. Bà con đang chặt thu hoạch nốt này. Đây, phía bên kia là đây, phía bên kia là ủy ban nhân dân xã này các bạn nhìn. Đó, kia là xã mình này, ở trung tâm xã mình đây. Còn trên kia là trung tâm xã Tân Hoa kia. Đó, ở phía trên kia. Đấy, trung tâm xã kia là cầu Chét, xin lỗi các bạn nhé, kia là cầu Chét nhé. Còn đây là trung tâm xã Phì Điền của mình đây, nó nằm ở đây. Còn dịch lên kia là cầu Chét. Và dịch lên kia là Tân Hoa rồi, đúng rồi. Tân Hoa thì ở phía mạn trên kia. Đó, trung tâm xã Tân Hoa ở phía đấy. Đó. Đấy là định vị để các bạn cùng hình dung quê mình nó như thế nhé. Đó, còn ở đây thì toàn bộ là lọc thôi ấy. Mình muốn tìm một bó hoa, một bông hoa, một cụm hoa thôi mà. Mà khó thật, các bạn chưa nhìn thấy luôn. Nói như thế để các bạn hình, mình nhấn mạnh ấy, nhấn mạnh, nói lại để các bạn biết là gần như không có một bông hoa nào luôn. Đó. Dù rằng là chưa thấy màu đỏ các bạn nhé. Màu đỏ là lá, thời điểm này màu đỏ là lá. Nhưng mà trên này gọi là loáng thoáng một chút đỏ thôi. Một chút đỏ như thế này thôi. Còn lại là một là im lìm, hai là đầu đen, ba là bắt đầu nhí nhí lọc. Còn thấy một bông hoa thì sao nó khó khăn quá. Nào mình vật sang bên này. Ui, còn có vườn cam nhá, ai vẫn còn cam đỏ vườn này. Ồ, không biết cam nhà chú nào đây. Ồ, đây, lộc đỏ đây. Vật xuống dưới này cũng là hàng những cái đồi hàng chục tấn vải. Nó cực kỳ rộng nhé. Đây. Ui, cam vẫn đỏ vườn này. Cam này thím Vinh ơi. Ui giời, em giật mình nhá, anh đây. Ờ, cam em nhà em à? Ui giời, tưởng anh đoán ngay chỉ có cam nhà em mình còn quả thế này thôi. Chưa bán hết à? V2 á? V2, ô, V2 giờ vàng này mà chưa cắt á? Dằm tháng riêng à? Bây giờ chốt bao nhiêu rồi? 35.000 à? Đấy, cam này giờ đang 35.000 một cân nhé. V2 giờ vào đường ngọt chưa? À, được rồi gì? Ờ, được cái thằng V2 này nhé các bạn nhé. Chia sẻ thêm cho các bạn là thằng V2 này có một cái điều là nó vừa ra hoa, vừa ra vần đậu quả nhé. Còn các loại khác thì nó sẽ bung quả luôn đấy. Đó, thằng em nhà mình đây thì V2 chỗ này khoảng em khoảng được bao nhiêu khoảng bao tấn V2? Ờ. Thế là đang tưới bưởi hay là tưới vải đấy? À, tưới cam. Thế vải không tưới thúc à? Thế là quyết định là bỏ năm nay là bỏ vải đi gì?
Ô, trên này anh đi từ đầu, từ ở dưới chân núi lên đây chưa một thấy một bông hoa nào nhé Vịnh nhé. Không thấy một bông hoa nào luôn, nếu mà ở những vườn khác thì còn bảo thấy có đóa hoa. Thế là xong cái đợt này là sẽ cắt vải luôn gì? Cắt vải và quyết định ăn cam. Đây các bạn này. Đó, cái vườn ở phía dưới này. Phía trong này, đó, mênh mông và bạt ngàn này. Nếu mà em cắt như này thì làm sao mà lôi củi được xuống? Vất bờ già với chứ coi như bỏ không cái gì phải không? Toàn cây to, cây này gần 30 tuổi hết các bạn ạ. 30 năm hết rồi. Đang kích hoa bưởi, hoa cam à? Thế vừa rồi cam đường canh nó trên này được bao mấy tấn? Năm nay mất mấy? Hôm nay À thế à? Cuối năm nay thì một lại làm loạt đấy. À lại làm loạt à? Đấy, cam trên đỉnh đồi luôn đấy. Nhưng mà đất nhà em chỗ này đẹp nhỉ? Làm băng đẹp lắm. Đấy, nói chung là như thế này thì đống vải năm nay sẽ ra đi rồi vườn này. Thế cái vườn ở chỗ đằng sau nhà ông viết có hoa không? Không một vườn nào có hoa. Không một cây, không một có một tí hoa nào luôn à? Anh thấy trên này đa phần là còn, nếu một là ra lọc, hai là còn vẫn nằm im cơ nhỉ? Nằm im vẫn ra lọc, nhưng năm nay trên này thấy im lìm luôn đấy. Khoanh kỳ chết thì thôi mà vẫn không, mà vẫn còn không ra 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 quả, à ra hoa. Ồ, cái cây này của em vừa rồi bắt quả mà năm nay hoa đẹp này á. Cây đang cam đường canh này. V2 thực ra như thế là rất là đạt đấy nhỉ. 35.000 cân. Làm được. Đâu anh thử xem quả này, chắc veo cam rồi, quả này bộp rồi. Đây, cam đường canh. Vừa rồi bán ở cuối sân bay được mấy tấn nè? Năm nay không bắt à? Không bắt mà để chơi chơi. Ăn 1 năm nghỉ năm. Cây đấy của em bắt phải được khoảng 15 tấn nhỉ? Đó, phía trên này đây các bạn. À, phía trên này có phải không? Trên đỉnh này. À, trên này nhiều chú Tuệ à? À, thế là vườn nhà em mà kéo sang mãi phía bên sát với vườn nhà ông Bình kìa. À, cứ có cam là nhà em à? Đấy, cam trên đỉnh núi là thế. Thế là đợt tới phải cưa cưa máy hết nhỉ? Người chặt á? À thế à? Toàn chặt tay hết á? Thế là chuẩn bị cho cam xuống ấy các bạn. Đấy, tình hình là như vậy. Đây, còn trên này đây. Bây giờ mình mời các bạn ăn một quả cam nhé. Ăn một quả cam này. Phía bên kia vẫn cam đường canh cây. Sao cây này còn nhiều quả đấy mà Tết không cắt để thờ em ơi? Không, cam đường canh mà. Đây, cây này còn nguyên quả đây. Để sót đúng không? Loại này giờ ăn là nó veo veo quả rồi ý. Đó, đây. Vừa rồi nếu đẹp loại này là 70.000 đấy các bạn nhé. Nhưng loại này thì nó lại vai vai các bạn ạ. Cam này cam vai. Mình mời các bạn mình bắt nhé. Bắt mấy quả này. Đó, đây, vẫn còn nước nhiều lắm. Mời các bạn test. Đây, ở vườn cam này. Trên đỉnh đồi luôn này. Test cam các bạn ạ. Cam đường canh đến thì coi những đã cắt xong rồi. Đây. Khô rồi, à vẫn còn nước. Không biết còn ngọt không. Thử lấy nước này các bạn này. Lấy nước cam này, nguyên chất này. Wow. Ô, ngọt thế các bạn. Ngọt lắm Vịnh ơi. Ô, cam không phải hỏng đâu. Vẫn ngọt lắm. Quả kia vẫn mọng nước lắm rồi. Quả này vẫn loại 1 kìa. Đây những quả mà 70.000 cân là loại cam này nó càng nhỏ thì càng đắt tiền các bạn nhá. Đấy như cam đây này, như quả này. Là 70.000 này. Một cân các bạn nhé, 70.000 một cân. Đó. Thì bây giờ tất nhiên rồi phải bỏ bỏ vải đi và trồng cam. Thế nếu mà cắt vải thì em trồng cái gì xuống? Lại cam đường à? Nhà thằng em nhà mình đây thì có một cái vườn ở cuối sân bay, nếu mà bắt được tầm mười mấy tấn cam. Tức là năm ngoái đã mười mấy tấn thì năm nay bắt chơi chơi 3 tấn. Nó sang năm tới sẽ bắt hết thì chắc mười mấy tấn thật, mười mấy 20 tấn cam cam này các bạn. Rồi em làm đi nhá, anh xuống núi đây. Ok, đó. Lên đỉnh đồi ăn cam và được một nắm cam về. Một nắm cam xuống núi tìm một bông hoa.
tìm một cụm hoa trên này nhưng không có, và chỉ còn thấy thế này thôi, hoặc là thấy đen đen thôi. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ xuống núi, xuống nhà mình xem thế nào nhé, mấy cây ở dưới này nhà mình xem. Còn ở phía trước cổng nhà mình cũng theo cái dạng này các bạn, cũng đen đầu như này nhưng không biểu hiện gì. Đấy, còn đi hết cái núi này các bạn biết, đi hết cái núi này là vật xuống bên dưới này khoảng tầm gần một cây số nữa, đi bộ đang trên đỉnh gò mà sâu xuống phía bên dưới kia là ra phía đầu dưới này. Rất là xa nên là không đi nữa. Đến thời điểm này mình sẽ quay lại vị trí xuất phát nhé. Bây giờ mình xuống là mời các bạn cùng thăm vườn ở nhà mình ở phía dưới nhé. Trên đường xuống các bạn ạ, nói thì không bỏ hoa nhưng cuối cùng đã tìm thấy một cây có hoa. Đó là cây này các bạn ơi. Đó. Đúng thấy một cái cây gọi là bằng cái tăm. Đấy, cây này được đúng 3 cành có hoa. Cây nó bé tí xíu luôn ấy, vừa trồng xong này các bạn nhìn này. Đó, vừa trồng xong này và có hoa. Thế còn lại không một cây nào có hoa luôn. Đó, đúng một cái cây gọi là gầy còi trồng được eo lên đây. Đó nhé. Thế thôi. Còn lại những cái cây phía bên này thì đúng là trần xì mo luôn, không có gì cả. Trên đỉnh núi thì nó tương đối bằng phẳng các bạn nhé. Đừng đỉnh núi như này là đi xe máy thoải mái luôn. Thế nhưng mà đi ô tô thoải mái luôn ấy, đi xe máy thì lách được qua đúng không? Đấy, nhưng mà ở phía dưới xuống là bắt đầu xuống dốc đứng. Còn phía này là trượt lọc xong đây các bạn. Đó, trượt lọc xong đây. Không thấy gì. Và cũng là như vậy. Thôi, bây giờ xuống núi để mời các bạn ăn cam nhé. Được nắm cam luôn rồi. À, thăm vườn lại cái vườn ở của mình ở phía dưới này xem sao nhé. Xem lộc lá đá hoa thế nào. Đó, về phía bên này. Rồi, tất nhiên là vườn tược ở trên đỉnh núi cũng đều có hệ thống nước tưới hết đấy các bạn nhé. Đây, vòi lên đến đây. Đấy, vòi lên đến đây. Và dùng thêm cả vòi mềm nữa là tưới hết toàn bộ. Tức là chủ động được nguồn nước tưới là như thế. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ xuống núi thật. Không để thăm lại cái vườn kia và mời các bạn đi thăm một cái vài vườn, một cái vườn gọi là đỏ rực luôn nữa nhé, đỏ rực toàn lá luôn nhé. Mình đã đến xuống cái mấy cái cây khu này của mình đây rồi, mình xem cái tốc độ phát triển hoa thế nào nhé và cái mức độ ra sao nhé. Đầu tiên là những cái cây mà nó ra trước ấy các bạn ạ, thì đây một số nó ra được bằng này rồi. Đó, như này thì cũng gọi là ok đấy phải không các bạn? Tất nhiên rồi, nó vẫn có những cành nó đá lọc nhé. Một số cành nó gọi là đá lọc một tí, nhưng mà tỷ lệ của nó như vậy, thế này nó vẫn được khoảng tầm, tức là nó tùy từng cây ấy nhé các bạn nhé. Còn có cây thì mất trắng rồi, nhưng có cây như thế này thì nó cũng được hoa, nó rơi vào khoảng tầm 8% nhé. Đó, đây, hoa thanh hà này. Đấy, còn xuống cái em này này các bạn này, xuống những em này này. Đó, nó lọc lá nó kèm luôn này. Đây, hoa thì nó rất là khỏe. Cái này là mình đã sử dụng cả kích hoa này và dùng cả siêu lân này. Đó, đây hoa nó mập lắm, khỏe, ok. Đó. Đấy, còn phía này thì vẫn dùng, vẫn công thức đấy, vẫn cái bàn tay này làm. Thì đây, các bạn nhìn thấy hoa này đẹp chưa? Đấy, mập mạp lắm, một gang luôn. Đây, có một nút, một nách hoa, một cái bé này thì tính cái gì đúng không? Đấy, cái này thì không tính nhé. Đây, gọi là có một chấm hoa này, sau nó cũng rụng hết, tàn hết thôi. Nó không tính rồi. Tất nhiên ở phía trên đỉnh thì được mấy bông nữa cả. Đó, mấy bông. Nhưng mà nó lôm ca lôm côm đi cả. Phía này cũng thế này. Còn như cây này thì bỏ đi hết luôn này. Đây, như cây như này thì toàn bộ là hoa nó rất là ít này. Hoa nó rất là ít này. Lá thì nhiều này. Sau thì hoa nó cũng teo này. Lá nó lên này. Đó. Nói chung là không, như này là không, nói chung không đậu được quả và không giữ được quả. Đó. Để chờ đến khi mà hoa nở là coi như hỏng. Đó. Phía đây cũng thế thôi. Phía đây thì cũng được một tí. Tóm lại là vẫn ở khu mấy cái cây AO này của mình thì mình vẫn còn nhìn thấy có hoa nhé. Đây, có hoa này. Phía bên này nó cũng có hoa này. Đó. Phía đây thì cũng được. Đây. Đây. Nó hoa, khi nó đã lên được hoa thì nó lên rất khỏe. Còn lên được lá thì cũng rất ok. Đó, đây, hoa đây. Ở giữa vườn của mình nhé, mình đi thăm vải giữa vườn của mình vẫn đang để một cây ổi rừng này các bạn này. Rồi mình mời các bạn hái ổi rừng nhé. Đây, cây ổi rừng chín thơm và cực kỳ ngon này. Quả nó to tướng luôn. Ổi này thơm lắm, ổi rừng nó thơm hơn ổi Thái, ổi Đài nhiều. Đấy, bây giờ mình hái được một cái lứa này cực kỳ nhiều quả. Mình cứ đang để ở dưới đây. Đây, nó đang chín, gọi là chín rũ luôn. Nếu mình không lên đợt này thì đợt vừa rồi nó rụng nhiều lắm rồi. Đây các bạn nhìn này, những quả rụng ở dưới chân này. Đó, những quả rụng kìa. Nên quả này giờ cực kỳ nhé, không có ruồi vàng này, không có gì cả. Và
nó chín theo đúng cái lịch đông Tết này. Đó, phía kia nữa còn mấy quả to nữa các bạn nhìn. Thơm cực kỳ luôn đấy, ăn ngon lắm. Mình rất là thích nên là mình không chặt cái cây ổi rừng này đi, mình đang để nó đấy. Mình mời các bạn nhé. Trời lạnh nên nó còn tím tái, nó gọi là vẹt này nhưng không vấn đề gì cả. Ổi rất là sạch nên là mình chỉ lau lau qua đi và mình mời các bạn ăn thôi. Nó thơm, thơm nức cái mùi ổi cơ. Thơm cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Nên là mình phải tưởng tượng, mình nhấn mạnh lên thế mà mời các bạn ăn ổi rừng nhé. Đây các bạn ạ. Nó ổi nghệ, nó thơm, nó ngọt. Đây, và bây giờ mình sẽ hái tiếp mấy quả kia nữa. Ba quả kia và ba quả này nữa. Nói chung cái này gần được một cân ổi ổi rừng. Thơm lắm. Mình rất thích cảm giác lên vườn được hái những quả rừng này ăn này, ngon. Được cái cứ gặp quả đâu là mình ăn ở đấy nên là nó phê, nó thích như thế. Đấy, chưa kể là táo ở rìa vườn nhé các bạn nhé. Táo ở rìa vườn mình còn không ăn nữa rồi. Ăn ổi thôi đấy. Các bạn nào thích ăn ổi rừng các bạn cùng comment nhé. Ăn xong ta tiếp tục đi thăm hoa vải. Ăn một quả rồi. Đây, ngắt tiếp này. Đấy. Trên này nữa này. Đây, còn những quả to này các bạn nhìn này. Đó, ok chưa? Chúng ta hái nhá. Coi như đã hái xong rồi nhé. Giờ chúng ta lại đi tiếp này. Nói chung là cứ đi một lượt lượt xem mức độ thế nào nhé. Em này thì mình không khoanh các bạn nhé. Em này thì không khoanh, lá đen kít và bây giờ thì ra 100% lọc này. Đó. Em này thì được một nửa này. Đây, em này thì có hoa này, đầu hoa đây. Đây cũng có hoa này. Đấy, nhưng mà em này thì coi như thế này thì không tính này các bạn này. Đây, hoa nó như này thì không tính này. Đấy, hoa này có một vài cánh như này thì hoa rất là gầy này. Hoa gầy nhé các bạn nhé, hoa gầy này, lá nhiều này thì không bao giờ tính được cả. Mình không thèm tính cái hoa này làm gì cả. Đấy, đây, như thế này thì tạm tạm này. Đó, gọi là có một chút đầu hoa nhưng mà cả cây này mình không khoanh một tí nào vụ này. Cành nó rất là nhiều nên mình không khoanh. Coi như cây này là hỏng 100% nhé. Ô, cây này cũng thế này. Cây này cũng được mấy đầu hoa kia này, còn phía bên này thì hỏng này. Wow. Cây này có lẽ là vẫn phải táng cho lượt nước các bạn ạ. Tưới cho lượt nước để cho nó kích hoa lên bởi vì hoa nó tương đối là gầy này. Đấy, một số lên được hoa rồi nhá nhưng nó gầy này. Gầy quá. Đây, khả năng là cũng vẫn phải táng cho lượt nước. Nếu mà chờ dự báo thời tiết mà không mưa là mình táng nước ấy. Mình quay cho lượt nước này. Hoa đây. Tức là cành này có hoa này. Còn lọc đây. Đó. Rồi. Những cái em này thì nó cứ vừa đá hoa vừa đá lọc. Nói chung cây nào cũng vẫn có hoa, cũng vẫn có lọc nhé. Cái hoa đây. Đây, còn cái em mà trồng đế vào thì hoa của nó tương đối khỏe này. Nào, sang cái cây, mấy cái cây nó ra muộn muộn hơn này xem sao nhé. Xem đầu đen này có ra được không nhé. Năm mà chỉ có đương được cả thôi. Của ông có được không? Không. À đây rồi. Cái này. Đây, đá lên này các bạn này. Đầu đen lên này. Đó, đầu đen cũng bắt đầu lên rồi. Hoa bắt đầu nhìn thấy rõ rồi nhé. Đó, tương đối là gầy, bắt đầu ra thì tương đối gầy, như thế là được rồi, báo thế là ok rồi. Còn một số đầu đen, một số đầu đen lông cốm này thì không có gì này. Nói chung nó vẫn ra nhưng mà nó ra nó không đều, nói chung là vẫn còn nhìn thấy có hoa các bạn ạ. Đó, đây. Đây. Đó, rồi. Phía cây kia cũng có hoa, nhìn cũng thấy có hoa. Nói chung tóm lại là được khoảng tầm, nhìn sơ sơ đây khoảng tầm 60% các bạn nhé. Đấy, còn như em này thì tung tóe này các bạn này, tung tóe đầy hoa luôn này. Đó. Còn phía bên này thì đây. Đó.
Rồi, nói chung là vẫn còn khả năng là vẫn có phải thức đêm để bẻ vải đấy các bạn ạ. Năm nay vẫn 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 phải có được thức đêm đấy. Đấy. Chỗ này thì lá lộc đá nhiều này. Rồi, bây giờ mình sẽ mời các bạn lên thăm vườn giống chú mình ở phía trên này xem là thế nào. Sau đó mời các bạn sẽ ra một cái vườn gọi là toàn bộ thanh hà lộc đỏ chét như thế này luôn nhé. Như của mình này luôn này. Đó, còn lá còn to và dày hơn nữa cơ. Rồi, xin mời các bạn ra lên giống chú. Để thăm lại cái vườn của mình đây có mấy cây này cũng gọi là vĩnh có vải để được ăn các bạn ạ. Rồi, mình lên vườn của ông trẻ mình nhé. Ông trẻ mình thì đang gọi là giấu mặt nên là hôm nay quyết định không xuất hiện trên video nhé. Vậy và mình tự mình đi lên tự lên thăm đồi thôi. Cái Huyền chào bác chưa? Huyền xin cái chào bác chưa? Đó, đây. Đó, cây thì rất là ok, dạo xưa mình đã gửi đến các bạn các anh chị rất là nhiều rồi, cây rất là đẹp nhé. Từ vải ngọt chuyển sang này. À, ông chú mình thì cứ bảo là mất. Cứ bảo mất ấy, nhưng mà chưa chưa thấy báo gì thôi, còn mà chưa thấy báo gì thì xem có được báo hay hổ đây. Im lắm các bạn ạ, cũng chưa thấy gì đâu. Đó. Cũng chưa thấy một đọt hoa các bạn ạ. Từ cái vườn này trước đây hôm trước là chú mình đã khoanh lại này. Làm liên tiếp này. À, phía bên kia thấy một cây có hoa rồi. Wow. Hai nửa nhé, một cái nửa bên này thì ổn hơn này. Cái nửa bên 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 trái này theo hướng đi lên là ổn hơn này. Cái nửa bên phải này là đuối hơn này. Để toàn bộ là đen hết hoặc là không đen thì là có đầu lọc như này này. Đó. Rồi. Ông chú mình bảo là quyết định không xuất hiện trên video, còn vườn này cũng được như năm ngoái năm kia thì cũng được hàng chục tấn thôi các bạn ạ. Chục tấn vải thôi. Nhưng năm nay thì như thế này thì các bạn liệu đánh giá cảm quan xem còn còn được thứ gì không. Đó, cây thì rất là khỏe đẹp nhé, khỏe đẹp gọi là long lanh luôn đấy, nhưng mà phía bên này cũng không thấy chùm hoa luôn. Trong thân thì nó cũng đã lọc lên rồi đây, vải trong thân đây, vải ra từ thân đây. Đó, cây thì rất là ok rồi, khả năng là như thế này thì cảm quan là tương đối khó phải không các bạn. Đó, vẫn im lắm, im như là thóc đổ bồ ấy, còn nếu không im thì thế này. Đi xuống một cái cây nho nhỏ này thì nó không im nhé, bắt đầu nó động động thì nó lại ra thế này cơ, không một chấm. À đây có chấm rồi, nói cả vườn không tìm được bông hoa thì vườn bên này thì đã cái đồi này đã tìm thấy rồi nhé. Một cái đồi to phía trên kia chưa, ở kia chưa thấy một cái gì cả thì xuống đây thấy một bông hoa, đã thấy một bông hoa giữa vườn lọc đó, một bông hoa thôi. Đây là bông lọc chứ không bông hoa này, đây là có một chút hoa này đó thì đã thấy rồi. Còn những cây em to này thì chưa thấy gì luôn này. Những em này nó nếu mà được thì được hàng tạ luôn các bạn ạ, được hàng tạ quả luôn đấy, hàng trăm kg một cây luôn đấy. Dưới này táo thì đang rỡ rồi, rỡ táo rồi. Thím đã thu gọn thế này rồi cơ à? Thu gọn ghê nhỉ, táo xuân đã hết rồi. Táo Đài Loan còn rất nhiều quả ở phía dưới. Ô, cây này được đấy. Phía mạn bên này mình thấy được mà. Thấy một cây có hoa và mình ra thì đúng là có hoa thật rồi. Đó, cả đồng có một con cò đây rồi. Rồi, còn phía bên này thì cò vẫn im lắm. Có cây này đẹp này chú này. Cây này là ok này, còn những phía bên này im thế nhỉ? Cả đồng thấy con cò. Đấy, còn phía bên này là cò, đây là cò không tiến rồi các bạn ạ. Đây là cò không tiến rồi đây này. Đó. Cây thì quá đẹp luôn, quá khỏe luôn. Đấy, gốc của nó siêu đại bự các bạn ạ. À, cho uống rượu nhiều. Đấy. Các bạn thấy cây khỏe chưa? Quá là ok chứ. À, rồi, khu này khả năng cũng uống mệt. Ừ, uống mệt. Đây, động rồi. Động rồi. Cò không tiến đấy các bạn ạ. Cò
cả đồng có một con cò, nhưng còn phía bên này là toàn bộ là cò không tiến. Cò không tiến cái này là tiền không có được, bởi vì không có quả mà bán thì nếu bao giờ cò tiến được phải không các bạn? Đây, còn mình mời các bạn sẽ xuống cái vườn của ông cụ trẻ nhà trong họ nhà mình đi nhé. Toàn bộ là gọi là lên lọc đây, lên đỏ rọi luôn các bạn, đỏ cá vườn luôn đấy các bạn. Đó, đi vào đây nó là bị đỏ, nó phê làm sao ấy. Đó, đây rồi sau cả tất cả rồi ai cũng thế này cả, vườn ai cũng thế này cả thôi các bạn ạ. Rồi đến một cái thời điểm khoảng tầm giữa tháng 2 nhé, giữa tháng 2 hoặc là hôm nay đang là mùng 7 thì rơi khoảng tầm đầu tháng 2 hoặc là tầm một tháng này nữa là nó sẽ như thế này hết đấy. Rồi tất cả rồi chúng ta sẽ lại trở lại như thế này hết. Đó, các bạn nhìn thấy nó rực rỡ chưa? Đó thì cứ chúc lộc phát lộc phát tài là nó thế này này, lộc nó đẹp không các bạn, lá nó rất là đẹp. Cái nào nó chưa to hết cỡ đâu các bạn nhé, nó to hết cỡ thì nó phải như cây ở phía đây, như cây như thế này là lá gọi là hết cỡ rồi này. À, sau nó chuyển sang màu xanh, còn thời điểm này nó sẽ lên đỏ thêm một chút nữa, nên nhìn sẽ cả đồi sẽ màu đỏ hết. Đó, sẽ nhìn rất là ok, rất là xinh, rất là đẹp luôn đấy. Sau nó sẽ chuyển sang màu xanh như thế này. Đó. Đây thì trong cái ngày hôm nay gọi là gửi đến các bạn anh chị đi thăm cả đồi vải nhưng không thấy một bông hoa nhé. Rồi thăm lại một chút mấy cây vải của mình thì cũng thấy gọi là có một chút, thì anh em vẫn trêu ở Vĩnh được bán. Đó, còn của các bác thế nào các bác cùng comment lên nhé. Còn một số thăm một số vườn đầu đen ấy thì các ông chú nói là không còn hy vọng nữa rồi, coi như là gọi là cò không tiến rồi. Đó, tình hình là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.